Hôm nay ta tập trung vào đề tài hội thánh hay là giáo hội. Người Công giáo mình có hai cách gọi: giáo hội hay là hội thánh. Tựa đề sách giáo lý bằng tiếng Việt thì viết là sách giáo lý của hội thánh Công giáo. Nhưng mà ngoài ra thì chúng ta lại rất quen với từ giáo hội Việt Nam, giáo hội toàn cầu, giáo hội phổ quát, phải không? Nên mình dùng cả hai từ. Thế thì nếu mà mình trở về với tiếng Latin Ecclesia, mà tiếng Latin thì cũng phát xuất từ tiếng Hy Lạp, thì nghĩa nguyên thủy của từ đó là triệu tập, là quy tụ. Hội thánh là sự quy tụ, sự triệu tập. Mà về mặt thần học á, thì người ta phân tích là từ Ecclesia mà chúng ta dịch là hội thánh hay là giáo hội có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là chỉ giáo hội toàn cầu trên khắp thế giới. Mà thực sự ra chúng ta còn phải nói rộng lớn hơn đấy chứ. Bởi vì trong tháng 11 là tháng gì? Tháng các đẳng linh hồn. Ngay đầu tháng 11 mình có lễ các thánh nam nữ. Rồi sau đó mùng 2 là lễ cầu cho các linh hồn anh chị em tín hữu đã qua đời trước chúng ta. Và người Công giáo vẫn quen gọi bằng từ giáo hội chiến thắng. Có phải không? Giáo hội chiến thắng. Các thánh đó, các ngài đang được hưởng vinh quang hạnh phúc với Chúa. Rồi nói đến giáo hội đau khổ, các linh hồn đang được thánh luyện ở trong luyện ngục. Và nói đến giáo hội lữ hành là chúng ta còn đang bước đi trên trần gian. Thành thử ra nghĩa đầu tiên của giáo hội hay là hội thánh đó là một ý nghĩa rất lớn, toàn cầu, phổ quát. Và nghĩa thứ hai kế tiếp đó là hội thánh ấy, giáo hội ấy đang hiện diện một cách cụ thể nơi một cộng đoàn địa phương, cụ thể là giáo phận của chúng ta. Khi nói đến giáo hội địa phương, người ta hiểu về giáo phận, căn bản là như thế. Rồi kế tiếp đó là cộng đoàn hội thánh ấy được cụ thể hóa một cách hữu hình là khi chúng ta quy tụ lại, khi chúng ta được Chúa triệu tập để cử hành phụng vụ, nhất là phụng vụ thánh lễ. Thế như vậy thì tôi có thể nói là hội thánh Sài Gòn được không? Được không? Được chứ. Bởi vì cái từ hội thánh đó nó chỉ một cộng đoàn ở địa phương, hội thánh Sài Gòn. Hội Thánh Chúa ở Cần Thơ, Hội Thánh Chúa Hà Nội. Chúng ta hiểu như vậy để khi mình có đọc sách rồi mình sử dụng từ ngữ, mình nắm chắc, không có gì phải sợ hãi cả. Thế thì nếu mà nói về mặt thần học á, thì có nhiều chuyện để nói lắm. Nhưng là đây là lớp giáo lý Thánh Kinh. Thành thử ra tôi muốn mời các anh chị trở về với nguồn Kinh Thánh. Và dĩ nhiên chúng ta kết hợp với giáo lý của Hội Thánh. Thế thì ta đi từng bước một. Trước hết, Hội Thánh là dân Thiên Chúa. Thế tôi mời các anh chị lấy sách Thánh ra nè. Thư của Thánh Phaolô thì mình đọc nhiều lắm rồi, nhưng mà thư của Thánh Phêrô thì xem ra ít đọc. Giờ các anh chị chịu khó lấy thư thứ nhất của Thánh Phêrô.
ta lấy chương 2 ở câu 7 cho đến hết câu 10. Chúng ta đọc chung với nhau nào. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho gốc, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào lời Chúa. Số phận của họ là như vậy. Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. Các anh chị thấy không? Chúng ta nói hội thánh là dân Thiên Chúa là không phải mình tự sáng tạo ra đâu. Trở về với Kinh Thánh này, Thánh Phêrô nói rất là hay. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh. Rồi Ngài còn cắt nghĩa nữa, dân thánh là gì? Là dân riêng của Chúa. Tôi cắt nghĩa cho các anh chị mấy lần rồi. Ở trong Kinh Thánh đó, thánh trước hết, chưa phải là đạo đức tốt lành. Mà thánh theo nghĩa nguyên thủy đó là được cắt đứt ra, được tách riêng ra để dành cho Chúa là Đấng Thánh. Thế cho nên dân thánh là dân riêng của Chúa, là sở hữu của Chúa. Rồi Thánh Phêrô nói thêm, xưa anh em chưa phải là một dân, nhưng nay anh em đã là dân của Thiên Chúa. Thế từ Thánh Phêrô chúng ta ngược lại tin mừng Marco xem. Marco chương 3, từ câu 13 cho đến hết câu 19. Đoạn tin mừng này rất quen. Đức Giêsu thành lập nhóm 12, rồi Người lên núi. Và các ông đến với Người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô. Rồi có ông Giacôbê, con ông Zebêđê, và ông Gioan, em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Boanerge, nghĩa là con của Thiên Lôi. Rồi người các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Jacobe, con ông Andre, Tadeo, Simon thuộc nhóm quá khích, và Judas Iscariot là chính kẻ nộp Người. 12 tông đồ. Có nhiều bạn trẻ công giáo hỏi tên của các cầu thủ ở trong đội Chelsea hay là Arsenal là thuộc lòng. Nhưng mà bảo đọc tên 12 thánh tông đồ thì mãi nó cũng chỉ có 10. Không biết là chúng ta thì có nhớ hơn không? Thánh Marco nói là lúc ấy Chúa Giêsu lên núi. Anh chị biết đấy. Ở trong sách thánh, núi không chỉ có nghĩa về mặt tự nhiên, mà núi còn là
biểu tượng nơi ở của Thiên Chúa. Những biến cố lớn trong cuộc đời của Chúa Giêsu nó xảy ra ở trên núi không ạ? Bài giảng trên núi này, biến hình ở trên núi, chịu đóng đinh cũng ở trên ngọn đồi Côn-cô-tha, Chúa lên trời cũng từ trên ngọn núi. Cho nên lên núi nó không chỉ có nghĩa về mặt thể lý, mà muốn diễn tả đây là một sự kiện hết sức quan trọng. Và khi dẫn các môn đệ lên núi như thế, thì sau đó Chúa mới gọi đến với Chúa. Chúa gọi đến. Cho nên tiếng gọi luôn luôn bắt đầu từ nơi Thiên Chúa, chứ không phải là từ nơi chúng ta. Chúa gọi mà là Chúa gọi những ai Chúa muốn. Và sau đó thì Ngài thành lập nhóm 12. Tại sao lại 12 chứ không phải là 15? Đấy, các anh chị biết hết rồi. Con số 12 đó nó gọi về 12 chi tộc của Israel, tức là dân Israel, dân của Chúa trong thời cựu ước. Sở dĩ tôi chọn cái bản văn này để các anh chị thấy được cái mối liên hệ từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô nói đến dân thánh, dân của Chúa, dân riêng của Chúa, cho đến bản văn Chúa chọn 12 tông đồ chứ không phải là 10 hay là 15 để bắt đầu thấy cái mối liên hệ với dân Israel trong cựu ước. Thế bây giờ chúng ta trở lại với dân Israel trong cựu ước bằng cách là xem lại sách Xuất Hành coi. Lấy lại sách Xuất Hành ở chương 19, ở câu 3 cho đến câu 8. Thiên Chúa hứa ban giao ước. Ông Mô-xê lên gặp Thiên Chúa từ trên núi. Đức Chúa gọi ông và phán: Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Israel thế này: các ngươi thấy ta đã xử với Ai Cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim vàng mà đem đến với ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thật sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta, vì toàn cõi đất đều là của ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Đó là những lời ngươi sẽ nói với con cái Israel. Ông Mô-xê về triệu tập các kỳ mục trong dân, trình bày cho họ biết tất cả những lời Đức Chúa đã truyền cho ông. Toàn dân nhất trí đáp lại: mọi điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm Chúa nhật. Ông Mô-xê thưa lại với Đức Chúa những lời dân nói. Cảm ơn các anh chị. Các anh chị đều là những người đã học ở Kinh Thánh Cựu Ước với tôi, cho nên khi đọc cái đoạn văn này là mình nhớ lại cả cuốn sách Xuất Hành. Rồi trước đó là dân Do Thái làm nô lệ với đất Ai Cập. Rồi Chúa mới sai ông Mô-xê đến để giải thoát họ khỏi đất Ai Cập và bắt đầu một hành trình trong sa mạc. Và khi đến núi Sinai thì Thiên Chúa mới đề nghị để ký kết một giao ước với dân Israel. Mà nếu họ ký kết giao ước với Chúa đó, thì họ sẽ trở thành dân của Chúa. Đấy là điều Chúa nói đấy. Các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Và ngược lại, Chúa là Chúa của họ. Rồi chúng ta cũng nhớ những đoạn kế tiếp đó, là khi ký kết giao ước như vậy thì Thiên Chúa ban bố 10 điều răn, 10 lời
mà đến ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục lắng nghe và sống. Có lẽ sau cái phần về giáo hội này, chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống luân lý đạo đức Kitô giáo. Thì lúc đấy 10 điều răn Đức Chúa Trời ta phân tích từ từ. Thế tôi có ý mời các anh chị đọc lại cái bản văn ở trong sách Xuất Hành để mình thấy không? Từ Thánh Phêrô đến nhóm 12, ngược lại đến dân Chúa trong Cựu Ước, một mối liên hệ như vậy. Thế qua tất cả tiến trình đó, giáo hội nói với chúng ta cái gì? Là Thiên Chúa muốn cứu độ loài người, nhưng mà Ngài không muốn cứu độ con người một cách riêng rẽ từng cá nhân, cho nên Ngài mới thiết lập họ thành một dân. Thành một dân. Nhớ lại lịch sử cứu độ, Chúa gọi và Chúa chọn tổ phụ Abraham không phải cho ông ấy, nhưng là để Abraham trở thành cha của một dân. Chúa gọi Môsê không phải cho ông ấy, nhưng để ông trở thành nhà lãnh đạo của dân Chúa, phải không? Chúa gọi Đức Mẹ không phải là cho bản thân Đức Mẹ được hưởng, mà là để Đức Mẹ cứu mang Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ dân của Chúa. Cho nên tất cả quy về cái dân mà Thiên Chúa muốn cứu độ. Như vậy thì đã thấy giáo hội nằm ở trong kế hoạch ngàn đời của Chúa rồi. Chúa đã chuẩn bị từng bước một từ trong thời Cựu Ước rồi. Chúa thiết lập dân Israel làm dân riêng của Chúa. Chúa ký kết giao ước với họ. Và những bước đó nó mới chỉ là chuẩn bị thôi, là hình bóng thôi. Để đến cao điểm đó thì Chúa ký kết với nhân loại một giao ước mới, một giao ước vĩnh cửu, không phải là bằng máu bò, máu chiên, mà là bằng máu châu báu của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Và chúng ta trở nên dân của Chúa nhờ cái giao ước được ký kết trong máu của Đức Kitô. Cho nên khi nói hội thánh là dân Thiên Chúa đó, các anh chị nhớ một vài bản văn căn bản mà tôi giới thiệu. Nói nhiều quá thì quên mất hết. Nhưng mà một vài bản văn rất căn bản như thế, chúng ta có thể nhớ và hiểu được cái nội dung của từ dân Thiên Chúa. Thế nếu mà mình hiểu về hội thánh là dân Thiên Chúa, thì khi mình trở thành người Công giáo, không chỉ đơn giản là mình tin vào Chúa mà thôi, nhưng mà còn là trở nên thành viên của một dân vô cùng đông đảo. Và như vậy thì mình phải sống ý thức đức tin về hội thánh mới được. Chẳng hạn như Chúa Nhật, tại sao mà tôi phải đến nhà thờ đi lễ? Có anh chị em sẽ lập luận rằng tôi tin Chúa, tôi yêu mến Chúa thì tôi cứ ở nhà tôi đọc kinh cũng được cái gì? Cái việc gì mà tôi phải đến nhà thờ? Chúng ta quên mất chiều kích giáo hội. Bởi vì tôi trở thành người Công giáo là tôi trở nên thành viên của một dân, cộng đoàn hội thánh. Và ngày Chúa Nhật ấy, tôi không chỉ đến nhà thờ với tư cách cá nhân, mà là với tư cách thành viên của một dân, để cùng với anh chị em tôi, không những ở Việt Nam mà trên khắp thế giới, ca tụng Chúa, ngợi khen Chúa, cầu nguyện với Chúa ngày Chúa Nhật. Trái đất quay chung quanh mặt trời và quay chung quanh chính mình,
Cho nên vào ngày Chủ nhật đấy, từng giây từng phút lúc nào cũng có thánh lễ đang được dâng trên thế giới. Lúc nào cũng có một cộng đoàn dân Chúa đang ngợi khen, đang ca tụng Chúa, đang cầu nguyện. Mình đừng có quên cái chiều kích giáo hội. Khi mình hiểu hội thánh là dân Thiên Chúa và trong đó mình là một thành viên. Thế bây giờ chúng ta phải đi tiếp một bước nữa. Hội thánh là thân thể Đức Kitô. Ở đây tôi không có bắt các anh chị đọc Cựu Ước nữa, bây giờ chúng ta quay về với Tân Ước, Tin Mừng theo Thánh Gioan. Ở chương 15, Tin Mừng Gioan rất thân quen với chúng ta. Mời các anh chị đọc chung với tôi một đoạn ở chương 15, từ câu 5 cho đến câu 8. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa và cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em xin nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Cảm ơn các anh chị. Lời Chúa mà chúng ta mới đọc quen lắm: thầy là cây nho, anh em là cành. Nhưng mà có khi quen quá rồi mình không có để ý đâu. Khi Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây và cành thì Ngài muốn diễn đạt mối tương quan như thế nào giữa Ngài và chúng ta là những người tin vào Chúa. Nhiều khi người ta cứ hình dung ra là người theo đạo Công giáo có nghĩa là người tin vào ông Giêsu, hiểu theo nghĩa là chấp nhận những giáo huấn của ông ấy thế này thế kia, rồi sống đạo đức như ông ấy yêu cầu thế này thế khác. Đương nhiên cái điều đó nó không có sai, nhưng mà không chỉ là như thế. Và đây chính là điều mà đạo Kitô khác với các tôn giáo khác. Tin vào Chúa Giêsu không chỉ là chấp nhận một số bài giáo lý và sống một số điều răn đạo đức cho dù tốt lành đến mấy đi nữa, nhưng tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là bước vào một mối hiệp thông sự sống như cành với cây. Đến nỗi nếu cành ấy mà bị tách lìa khỏi cây thì dứt khoát nó sẽ khô héo. Cho nên đức tin không chỉ là một tương quan tri thức cái đầu, ông không chỉ là một lối sống đạo tốt lành cho dù nó cần, nhưng mà sâu xa nhất là đức tin đưa chúng ta đi vào mối hiệp thông sự sống với đấng mà mình tin, cây với cành. Giêsu dùng hình ảnh đơn sơ lắm, nhưng mà hình ảnh đó nó diễn tả một thực tại hết sức sống động của đức tin, một mối liên hệ sự sống. Thành thử ra nếu một người Công giáo mà bảo là tôi sống tốt lắm, tôi chả phạm tội bao giờ, nhưng mà người ấy lại không hề cầu nguyện với Chúa, không hề tham dự cử hành bí tích,
thì chúng ta phải đặt dấu chấm hỏi, có thực sự là người Công giáo không? Bởi vì vấn đề nó không chỉ là một lối sống, không chỉ là một số mệnh đề trí thức, mà là một tương quan sự sống giữa hai con người, giữa chúng ta với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan dùng hình ảnh đó để diễn tả. Thánh Phaolô không dùng hình ảnh cây và cành, nhưng mà Ngài dùng một hình ảnh khác. Các anh chị chịu khó mở tiếp thư thứ nhất Côrintô ở chương 12, câu 12. Chúng ta chỉ cần đọc hai câu là câu 12 và câu 13 thôi, để xem Thánh Phaolô nói về hội thánh như thế nào. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể. Vì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta được đầy tràn một thần khí duy nhất. Cảm ơn các anh chị. Thế các anh chị thấy ở đây là Thánh Phaolô không dùng hình ảnh cây và cành như là Gioan, mà Ngài dùng hình ảnh thân thể. Ở trong thân thể thì có đầu, có các chi thể. Nếu mà chúng ta đọc tiếp là sẽ thấy Ngài khai triển mối liên hệ giữa các chi thể với đầu, cũng như là giữa các chi thể với nhau. Mà điều tôi muốn nhấn mạnh là bằng những hình ảnh rất gần gũi như thế, Thánh Gioan cũng như Thánh Phaolô giúp cho chúng ta hiểu khi mà mình trở thành Kitô hữu, mình tin vào Đức Giêsu Kitô nghĩa là gì? Nghĩa là mình đi vào một tương quan sự sống. Và từ đó chúng ta mới hiểu tại sao mà hội thánh được coi là thân thể Đức Kitô. Thân thể con người chỉ là một, nhưng có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Hội thánh được gọi là thân thể Đức Kitô. Cái sự so sánh đó nó làm nổi bật ít nhất hai điều này. Một đó là mối tương quan của mỗi chúng ta với Chúa Giêsu. Và thứ hai là mối tương quan giữa chúng ta với nhau. Tương quan của cá nhân mỗi một người với Chúa Giêsu. Cái tương quan giữa chi thể và đầu. Giờ chúng ta cứ hình dung một cách đơn sơ. Thân thể của mình đây này. Nhưng mà có một cái chi thể nào trong người của mình, chẳng hạn ngón tay này, mà nó không còn liên lạc được với cái đầu này nữa thì nó làm sao? Mình có kinh nghiệm bản thân ở nơi thân mình. Thành thử ra mình không thể sống đức tin Kitô giáo nếu mà mình không sống mối quan hệ với Chúa Giêsu. Rồi thứ hai là mối tương quan giữa các chi thể với nhau trong một thân mình. Thánh Phaolô nói mỗi một chi thể khác nhau nhưng đều liên đới với nhau. Cái con mắt nó đâu có thể nói với cái miệng là tao không cần mày. Và ngược lại cái miệng cũng đâu có thể nói với bàn tay là tao không cần mày. Mỗi chi thể có những nét đặc thù riêng, nhưng mà đồng thời liên hệ với nhau hết sức mật thiết trong cùng một thân mình và cùng liên hệ với đầu của thân mình. Thế thì cũng vậy, ở trong hội thánh, chúng ta phải sống hai mối tương quan đấy, tương quan với Chúa Giêsu
và đồng thời tương quan giữa anh chị em với nhau. Hai tương quan đó tác động hỗ tương. Thánh Phaolô nói rất hay, chúng ta tuy nhiều nhưng cùng ăn một bánh và cùng uống một chén, cho nên chúng ta làm nên một thân mình. Ngày hôm nay mình đi lễ đông cả ngàn người, cho nên là các linh mục họ dọn sẵn bánh thánh, mỗi tấm bánh tròn tròn dành cho mỗi một người. Nhưng mà thỉnh thoảng trong những dịp lễ lớn thì chúng ta thấy là có một tấm bánh thánh thiệt lớn, phải không? Rồi bẻ ra, mỗi một người lãnh một phần, có ý nghĩa lắm. Chúng ta tuy nhiều nhưng mà cùng ăn một tấm bánh và cùng uống một chén rượu, cho nên chúng ta là một, hiệp nhất với nhau trong hội thánh. Thành thử hôm nay các anh chị bắt đầu giờ học bằng lời cầu nguyện xin hiệp nhất. Thì tôi rất thích, xin cảm ơn các anh chị, nó hợp với chủ đề của bài hôm nay. Hội thánh là dân Thiên Chúa, là thân thể Đức Kitô, và cuối cùng hội thánh là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Tôi xin các anh chị đọc với tôi một câu kinh thánh nữa thôi, cũng ở trong thư thứ nhất Côrintô, nhưng mà lật ngược trở lại ở chương 3 đó. Để hiểu thì chúng ta phải bắt đầu từ câu 10 cho đến hết câu 16. Thánh Phaolô nói thế này: theo ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi đặt nền móng như một kiến trúc sư lành nghề, còn người khác thì xây trên nền móng đó. Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất, vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. Người ta có thể dùng vàng bạc, đá quý, gỗ, cỏ, rơm mà xây trên nền đó, nhưng công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế, ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó, vì ngày ấy tỏ ràng trong lửa. Chính lửa này sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mọi người. Công việc xây dựng của ai tồn tại trên đời thì người ấy sẽ được lĩnh hưởng, còn công việc của ai bị tiêu hủy thì người ấy sẽ phải thiệt. Tuy nhiên, bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thế băng qua lửa. Nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá hủy đền thờ Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy, vì đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy chính là anh em. Cái phần này rất quan trọng cho những người làm việc tông đồ, giám mục, linh mục, giáo dân làm việc tông đồ. Thánh Phaolô nói là không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta muốn xây cái gì thì xây, thế nhưng mà nền móng là Đức Giêsu Kitô. Và đừng quên đó là cuối cùng đó là mọi công việc của mình sẽ phơi bày ra trước mặt Chúa. Cái sự ca tụng hay là ngược lại sự lên án của thế gian, của người đời không ăn thua gì. Thì quan trọng là cuối cùng trước mặt Chúa phơi bày ra. Nhưng mà ở đây thì chưa phải là lúc chúng ta nhấn mạnh đến điều đó, mà là ở câu 16 á. Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa,
và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá hủy đền thờ Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Con người là đền thờ của Thiên Chúa. Và hội thánh là đền thờ Chúa Thánh Thần. Lần trước khi nói về Chúa Thánh Thần, tôi đã gợi ý về điều này rồi. Hôm nay tôi chỉ muốn dựa vào cái đoạn văn này để nhắc các anh chị và gợi thêm một ý tưởng nữa, có tính cá nhân hơn. Cái nhìn của Kitô giáo về con người là đền thờ của Thiên Chúa, cái nhìn đó tuyệt vời lắm. Bởi vì cái nhìn đó giúp cho chúng ta khám phá nơi con người không chỉ là thân xác bên ngoài, mà khám phá cái giá trị linh thánh của con người. Và phải tôn trọng con người. Ngày hôm nay chúng ta nói đến nhân quyền đó, là vì cái giá trị thánh thiêng đó. Nhưng mà xem ra người ta dễ đi từ thái cực này đến thái cực khác. Tôi lấy một ví dụ đối với phụ nữ. Ở đây có số khá đông các chị, các bạn là nữ. Đối với phụ nữ, trong lịch sử đã từng có một giai đoạn mà người ta coi thường người phụ nữ lắm. Nói các chị đừng có buồn. Những anh chị lớn tuổi ở đây vẫn còn nhớ ngày xưa có cái câu gọi là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Các chị trả lời đó. Câu đó cũng cho thấy một cái thái độ là coi thường người phụ nữ. Đến những thập niên sau này, thế kỷ 20, 21, đặc biệt là phương Tây, thì phụ nữ được đề cao tối đa, phải không? Nói cái này thì lại đến lượt các ông đừng có buồn. Nhiều nước ở trên thế giới người ta xếp là thứ nhất là trẻ con, thứ hai là phụ nữ, thứ ba là chó. Thế thì đàn ông là thứ mấy? Người phụ nữ được đề cao tối đa và người ta gọi là giải phóng phụ nữ. Nhưng mà nó hàm trong sự giải phóng phụ nữ đó là một tính toán để biến thân xác người phụ nữ trở thành một món hàng. Trang sức cho cái món hàng đó thật đẹp để bán cho mắc. Người ta biến phụ nữ không còn phải là một nhân vị nữa mà chỉ là một món hàng. Nhìn mọi sự dựa vào giá trị vật chất. Hồi tôi còn trẻ đi xem một cuốn phim về một tỷ phú lấy vợ. Ông giàu có quá cho nên là ông ấy lấy vợ bằng cách là cũng nhờ cả một ban chuyên môn nghiên cứu để xem cô nào đẹp nhất thế giới thì ông lấy. Cho nên người ta đem các cô ra người ta đo vòng 1, vòng 2, vòng 3, rồi màu mắt, rồi mũi, miếc, tai, tiếc làm sao. Cuối cùng là đáp số một cô đẹp nhất thế giới để ông lấy. Kết luận, cái thằng tỷ phú này nó không phải lấy vợ mà là nó lấy một con robot. Đấy, người ta làm cái phim đó để phê phán, gợi lên một cái cách suy nghĩ về lối sống của con người ngày nay. Gọi là giải phóng phụ nữ nhưng mà hàm ở bên trong đó là biến phụ nữ thành một món hàng. Mà tất cả nó phát xuất từ chỗ là chỉ nhìn thấy nơi con người cái giá trị vật chất, giá trị thân xác, mà không thấy con người là đền thờ của Thiên Chúa. Và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong đền thờ. Không thấy được giá trị linh thánh, giá trị thánh thiêng của sự sống con người.
Người Công giáo chúng ta khi nói đến việc bảo vệ sự sống rồi tôn trọng phẩm giá là có một nền tảng về giáo lý rất vững vàng và sâu sắc. Nhìn thấy phẩm giá của con người cao cả như thế nào, hình ảnh của Chúa, đền thờ của Chúa, Thánh Thần Chúa ngự trị trong đó, cho nên có một sự tôn trọng đặc biệt. Thế tôi muốn cùng với những suy nghĩ về hội thánh hôm nay đó thì gợi thêm ý tưởng đó để các anh chị chúng ta cùng suy nghĩ với nhau. Rồi trong những tuần tới mình sẽ tiếp tục để suy nghĩ về giáo hội với những đặc tính mà mình tuyên xưng ở trong Kinh Tin Kính để hiểu cho đúng và sống như là hội thánh muốn. Còn bây giờ thì chúng ta chuẩn bị sống một vài phút thinh lặng trước mặt Chúa và với nhau. Thưa các anh chị, trước khi cầu nguyện chung, chúng ta dành một hai phút thinh lặng đối diện với Chúa và đối diện với chính mình. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về hội thánh. Nếu hội thánh được gọi là dân Thiên Chúa, thì mỗi người chúng ta là một thành viên của dân ấy. Nếu hội thánh được gọi là thân thể Đức Kitô, thì mỗi người chúng ta là một chi thể trong thân mình mầu nhiệm ấy. Nếu hội thánh được gọi là đền thờ Chúa Thánh Thần, thì chính mỗi người chúng ta cũng là đền thờ của Thánh Thần. Chính vì thế mà chúng ta được kêu gọi để đồng cảm với hội thánh. Bởi vì tôi là chi thể trong thân mình hội thánh mà. Bởi vì tôi là thành viên trong dân của Chúa, cho nên phải đồng cảm với hội thánh. Đồng cảm với niềm vui, với nỗi buồn, với những âu lo và hy vọng, với những thành công và thất bại của hội thánh. Vậy thì chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình xem, liệu chúng ta có đồng cảm với hội thánh không? Có đau nỗi đau của hội thánh không? Có vui niềm vui của hội thánh không? Hay chúng ta nhìn như là một người bàng quan, một người ở bên ngoài, chứ không phải như một người con đang sống trong lòng mẹ hội thánh? Chúng ta hãy dành phút thinh lặng để nhìn lại đời sống đức tin của mình về khía cạnh này.